hửi hửi hoài vậy? Từ bây giờ tới ngày biểu diễn, con phải ăn rau để thấy được eo, để mặc bộ đồ này cho nó đẹp. Giống như chuyên nghiệp quá ha. Để thôi đừng ăn cơm. Thôi, không có chọc em nữa. Em nó nhiều khi nó còn tốt hơn con mới gấp mấy trăm lần á. Đâu phải là dễ dàng người ta chọn mặt gửi vàng đo ni đóng dài người ta mới giao nhau cái dài cám. Tấm tấm, cô tấm, cô tấm. Anh nghe chưa, nghe chưa, nghe chưa? Ba. Tôi biết con tâm anh, tâm tâm đó bà, đóng vai gì không? Vai gì con? Đóng vai con cám. Con đóng vai chính, còn nó đóng một cái vai nha, vừa xấu nè vừa ác nữa. Chị Tâm, tôi phải đi dự tiệc dạ hội, nên chị ở nhà lựa đạo đi. Con nhỏ này, sao đánh mồm? Đánh người á thì cần gì phải biết lý do. Tự nhiên tao thấy bực nó muốn đánh mày á được không? Nhưng mà chúng ta đang tập kịch mà. Thì đó. Thì đó là cái gì? Thì đó tao quên. Rồi xin nháp đi, xin nháp đi. Nào, mình qua trang 2 nha. Bây giờ bắt đầu tập đó. Tập đi. Tập thiệt á nha. Thì tập đi, mày hỏi nhiều quá tao mệt luôn nè. Mày ghê luôn á, tao bực bội lắm luôn. Chị xin em đừng nói sửa như vậy với chị nữa nha. Tâm à, tại sao chị lại trả treo với tôi hả? Không được. Làm gì có cô cám nào mà hiền giống em vậy chứ. Con phải dẹp bỏ hẳn Tâm Anh ra ngoài. Đôi khi là em phải mạnh mẽ lên. Và còn phải đánh người nữa. Dạ, là sao cô? Lam Chi, em nói lại câu thoại của Tâm Anh lúc nãy đi. Em có hiểu chưa? Em phải diễn như vậy đó. Dạ. Sao ở đâu Tâm Anh cũng là gánh nặng hết trơn vậy trời. Lam Chi, em mới đúng là gánh nặng của vở kịch đó. Đóng vai Tâm mà cứ sẵn giọng lên như vậy sao được. Em có sẵn giọng với ai đâu cô. Thay vì cứ cãi á, tại sao em lại không nghiên cứu nhân vật? Như vậy có phải tốt hơn không? Cô Tâm là một nhân vật tốt bụng và hiền hậu. Một nhân vật tốt bụng thì hiền hậu thì em phải ăn nói như thế nào? Giống em nè. Tâm Anh, em nói lại cái câu của Tấm cho cô nghe đi. Dạ, em hả cô? Ừ. Cám ơi, chị xin em đó. Xin em đừng có như vậy nữa nha. Đó. Em có thấy chưa? Em có thấy là bạn diễn rất là đạt. Cô có ý này hay là Tâm Anh diễn vai Tấm đi? Không, không, vai Tấm là của em mà cô. Vai Tấm là của em. Là của em. Vai Tấm là của em mà cô. Bông bông bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chứ ăn cơm hầm cháo qua nhà người. Bông bông bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hầm cháo qua nhà người. Bông chết rồi. Bông bị người ta giết rồi. Tâm Anh, con có nhớ những gì cô dặn con không?
Vậy thì bây giờ cô chỉ con nha. Con hãy nghĩ trong đầu con, người nào mà từ trước giờ con ghét nhất thì con hãy liên tưởng người đó là Tấm, thì con sẽ diễn được. Búp bê của cô mình gửi từ bên Mỹ về không? Cho coi với. Đi. Ôi dạ. Chú xin lỗi. Con có sao không? Dạ không. Ủa? Chứ con bị sao phải bó bột vậy? Dạ con bị trực chân nhưng mà không sao đâu chú. Ờ. Nè, mấy bạn có thấy con búp bê này đẹp không? Đó. Đẹp quá à. Váy của nó bự không? Cái này á, Việt Nam chưa có bán đâu nha. Cô mình gửi từ bên Mỹ về đó. Wow. Đó. Tóc nó đẹp chưa? Wow, đẹp quá à. Mày nói ai đẹp vậy? Mình thấy con búp bê đẹp quá à. Mày nói cái câu đó là dư thừa rồi. Chuyện quan trọng nhất là bây giờ mày đi ra khỏi phòng. Mày định đứng đây canh me để chôm hả? Không phải đâu. Cho mình xin ôm một cái được không? Vậy mày nghĩ coi câu trả lời của tao là có hay là không? Chắc là không rồi hả? Mày quá giỏi, mày quá xuất sắc. Mày rất là hiểu ý tao luôn. Vậy thì mày biến đi nghe con. Cái gì vậy? Dạ. Có chuyện gì vậy con? Dạ không sao đâu cô. Không sao. Ê Thảo với Trâm có đẹp không? Mấy đứa làm cái gì mà ồn ào vậy hả? Để làm chi? Học bài xong chưa mà chơi búp bê vậy con? Con chơi chút làm cũng được mà. Không có chơi gì hết á. Nè, con xin lỗi mấy con nha. Không có la. Mẹ để con búp bê trên này nè. Học xong rồi mẹ mới cho chơi. Mình không biết bản chất của mình có phải là đồ chôn chĩa như lời Lam Chi nói không. Nhưng đây là nhà của Lam Chi. Tất cả mọi thứ ở đây đều là của bạn ấy. Mình chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn lén mà thôi. Tâm Anh. Dạ chú. Con làm gì đứng thân thờ vậy? Không có gì đâu chú. Trời ơi, cái gì mà la ông sầm vậy làm gì? Con búp bê của con đâu mất tiền rồi. Em coi, con búp bê mẹ cất trên kệ mà. Con không biết, mẹ để mà. Mẹ, buông ra. Con lấy xuống đúng không? Không, con làm gì lấy xuống. Không lấy xuống thì tại sao mà mất? Con biết. Búp bê của con cất ở đâu rồi hả? Đâu cất đâu. Nó Tâm Anh. Làm chi? Tâm Anh. Mày đâu? Nè làm chi? Con Tâm Anh đâu? Tâm Anh nói gì vậy? Cái gì mà hồn vậy? Cái gì đâu? Gì vậy bạn mình ơi? Trời ơi. Bạn. 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 Bạn.
đúng không rồi. Không bao giờ, bạn cũng không bao giờ lấy. Nói đi không nhớ. Thôi mà, con đừng có la nữa mà. Không. Đừng có la nữa. Không. Thôi. Im đi. Để cho mẹ giải quyết. Mình đã nói mình không có lấy rồi mà. Cái miệng của mày còn leo lẻo tao nữa. Trời ơi, ồn ào quá. Anh làm ơn bước nó lên lầu giùm em đi. Cái này dữ quá à. Đi, đi. Con nhỏ này thiệt tình á. Chơi rồi chơi, dục tùm lum la rồi đi kiếm. Đã bàn không? Dạ. Dạ con búp bê này cho nó. Cái gì liên quan tới con? Con lấy chứ ai nữa. Sao con biết được? Trong cái nhà này là con hay chọc ghẹo nó nhất đó. Trả đi. Không phải là con đâu. Chị, làm gì muốn búp bê hả? Em có thấy con búp bê của cô Tâm gửi về cho Lam Chi không? Mất tiêu rồi mà nó thích con búp bê đó lắm. Em không thấy, em để đâu mà mất? Chị để trên kệ cao trong phòng đó đó. Mà bây giờ không có thấy nữa. Trên kệ cao hả? Ừ. Tự nhiên đổi thừa mà lấy búp bê. Dạ. Dạ búp bê. Con đã nói là con không có lấy mà. Dạ búp bê. Con lấy của nó làm gì? Con không lấy chị hãy lấy. Ai biết nó chơi nó giục tùm lum. Bây giờ nhiên mày hỏi con. Đàn ông đàn an mà mê chơi búp bê. Không có. Đừng có xạo. Chị, nó không có lấy đâu. Chứ ai lấy? Em khẳng định thủ phạm lấy búp bê là một đứa bé. Chị nói á, là chị để con búp bê ở trên kệ cao đúng không? Ừ. Chị vô chị nhìn đi. Thủ phạm lấy ghế bắt lên, chị lấy con búp bê. Bây giờ nghe bà hỏi nè. Con nhớ kỹ ra coi. Trước khi con búp bê bị mất á, con để nó ở đâu? Con đã nói là trên kệ. Trên cái kệ. Cái kệ. Cái ấy kệ nặng kệ. Mặc kệ con luôn đi. Trước khi mất, con búp bê đã nằm ở trên kệ. Có nghĩa là nó không nằm ở dưới kệ. Trời ơi, bỏ tay. Nếu mà con lấy thì cần gì phải cái ghế này? Ghế là lấy được rồi mẹ. Nếu như người lấy là con nít, vậy thì ai ta? Không phải em con đâu cô. Tâm Anh không phải là đứa tùy tiện đụng vào đồ của người khác đâu cô. Mọi người hãy để vụ án này cho tôi. Em à. Hả? Anh đã biết ai là hung thủ lấy cắp con búp bê rồi. Ai? Con búp bê vốn dĩ được đặt ở trên kệ. Và người muốn lấy được nó phải với tới cái kệ này. Dựa trên nguyên lý đó thì người lấy cắp con búp bê không ai khác, đó chính là con của con trai. Người ta đã qua cái đoạn đó lâu lắm rồi ba. Mọi người đã kết luận thủ phạm là con nít. Sao hả? Con nít? Sao? Nếu như thủ phạm là con nít, vậy thì là ai ta? Ủa, chưa tìm được búp bê hả chị? Dạ, alo. Dạ, cho hỏi có phải là mẹ của bé Trâm không ạ? Dạ, chào chị. Dạ, tôi là mẹ của bé Lam Chi. Chị có thể cho tôi gặp bé Trâm nói chuyện xíu được không chị? Dạ, em cảm ơn. Em, theo anh thấy á, thì trong cái vụ án... Trâm hả con? Cô là mẹ Lam Chi nè. Hồi nãy á, con có qua nhà cô chơi, con nhớ không? Con cho cô hỏi này xíu nha. Hồi nãy lúc mà con ở đây chơi, lúc con đi về á, con có còn thấy con búp bê ở trên kệ không con? Dạ con còn thấy. À, vậy hả? Cô biết rồi, cô cảm ơn con nha. Em, theo anh á thì... Chị, trong... chuyện gì sao hả chị? Câu chuyện là như vậy nè. Hồi nãy á, Lam Chi nó có hai đứa bạn tới đây chơi. Một đứa tên là Thảo thì nó về nửa chừng rồi. Còn đứa đó là bé Trâm là hồi nãy mà chị mới gọi điện thoại nè. Nó nói mà cái lúc nó đi về á thì nó còn thấy con búp bê ở trên kệ mà. Nếu nói như vậy thì bé Thảo không phải là hung thủ lấy búp bê rồi. Có khi nào con bé Trâm nó nói dối không ta?
Bây giờ mình làm phương pháp loại trừ nha. Mình sẽ chứng minh bé Thảo không phải là hung thủ. Trường hợp thứ nhất, nếu như bé Trâm là thủ phạm thì bé Thảo chắc chắn không phải là hung thủ lấy búp bê. Trường hợp thứ hai, nếu như bé Trâm không phải là thủ phạm và việc nó khai với chị, sau khi bé Thảo về, búp bê vẫn còn trên kệ, chứng tỏ là chẳng khác nào nó nói như vậy. Nó nói nó là hung thủ, đúng không? Cho nên khi mà bé Thảo về, búp bê vẫn còn trên kệ, đó là điều chính xác. Cho nên hai trường hợp trên mình đều loại trừ là bé Thảo không phải là hung thủ lấy búp bê. Nếu nói như vậy, có khi nào con bé Trâm mới là hung thủ lấy con búp bê không? Cái này thì em không biết, phải để em coi. Cậu ba, anh đã biết được kẻ thủ phạm là ai rồi. Kẻ thủ phạm không ai khác, đó chính là một đứa con nít. Chắc cậu đang thắc mắc tại sao anh biết được đúng không? Đây, chính cái ghế này đã tố cáo tên thủ phạm đó. Tại sao? Tên thủ phạm là một đứa con nít, cho nên không thể nào giơ tay lấy được con búp bê để trên đây. Nên hắn đã bắt cái ghế, giơ lên và lấy con búp bê. Trong lúc giơ lên lấy, hắn còn cầm cái bánh ăn, làm rớt cái bánh nữa. Cái chuyện này ai cũng biết hết trơn rồi đó. Tôi biết rồi hả? Trời, nó muốn chết mà mặc đồ trùm kín mít vậy hả? Trời, nó giống trình thám. Thôi đi, tránh ra cho sĩ nó điều tra kìa. Cậu ba, chỉ là bánh bông lan thôi, được. Em khẳng định thủ phạm đã bước lên cái ghế và vô tình đạp lên cái bánh. Không biết chú có tìm ra thủ phạm không nữa. Hung thủ là người mang đôi dép này. Sao em biết? Sao em biết? Trên ghế trong phòng có một bánh vụn, chứng tỏ đã có người đạp lên. Mà dưới dép này cũng có một bánh vụn, chứng tỏ là hung thủ lúc leo lên ghế lấy con búp bê thì vô tình đạp phải bánh. Cho nên trên ghế dưới bánh đều có một bánh vụn. Nhưng mà ai là người đã mang cái đôi dép này ta? Không lẽ là con bé Trâm? Là con bé về sau cùng á hả? Ừ. Không phải. Sao em biết? Theo như em nhớ thì chân con bé đó bị bó bột. Ôi dạ. Chú xin lỗi, chú xin lỗi. Con có sao không? Dạ không. Ủa? Chân con bị sao phải bó bột vậy? Dạ con bị trực chân nhưng mà không sao đâu chú. Chân đang bó bột cho nên con bé đó không thể mang dép được. Cho nên có thể kết luận bé đó không phải là hung thủ. Như vậy thì ai mới là người thật sự mang đôi dép này ta? Cô nghi ngờ Tâm Anh hả cô? Em con không có lấy đâu cô. Tuy là tụi con có nghèo thiệt, nhưng mà từ nhỏ Tâm Anh không có tính tham lam. Nếu như mà Tâm Anh là thủ phạm thì tụi con sẽ tự động đi ra khỏi nhà. Mẹ, mẹ, đuổi tụi nó đi mẹ. Đuổi đi, đuổi đi, đuổi nó. Thôi, cho nó lấy. Im lặng đi cho mẹ giải quyết nè. Hay là cái con nhỏ này ta chơi búp bê xong rồi quên nó đâu đó, mất rồi đúng không? Tự nhiên đi để thừa con ruột của mình. Con làm gì vậy? Tất cả nghi ngờ đều hướng về mình. Mình không biết phải làm sao. Cũng may là lúc đó trời ơi, nó kìa. Đâu đó? Đây nè. Đúng là nó rồi. Cuối cùng thì tôi là người đã tìm được ra. Trời ơi, con búp bê ở đây nè. Thưa con, nhỏ này. Vậy mà nãy giờ cứ la làng lên, hư quá đi ạ. Con đó, liên lụy người vô tội kia kìa. Người ta đánh con. Xin lỗi người ta đi. Không. Tâm Anh, qua đây. Mẹ kia xin lỗi người ta nghe không vậy? Tại sao con phải xin lỗi nó chứ? Bây giờ con muốn xin lỗi hay là ăn đòn hả? Rồi. Xin lỗi thì đàng hoàng, lớn tiếng lên. Xin lỗi. Cái con nhỏ này, xin lỗi người ta mà hư đốn gì vậy hả? Lớn tiếng như vậy đó hả? Không đánh con được mà. Tâm Anh, cô xin lỗi hai chị em con nha. Thôi mà đừng khóc nữa mà, ba tìm được con búp bê rồi đó. Bây giờ muốn ăn đòn nữa hay không hả? Để anh, ba tìm được con búp bê rồi, con thấy ba giỏi ghê chưa? Nha cây gốc. Không biết khóc đâu chứ chưa đâu.
Chú, bộ chú cần con lấy gì hả? Không cần đâu, con cứ nằm đi, chú lấy đồ chú ra liền à. Dạ, thôi, bây giờ con cũng phải xuống dưới dọn dẹp rồi, con chào chú. Tâm Anh à, Tâm Anh ơi. Dạ. Dạ chú rồi con. Đi vô phòng, chú nhờ chút. Dạ. Cái này là cái gì vậy chú? Quà của con á. Dạ. Con mở ra coi đi. Cảm ơn chú. Không có búp bê giống của làm chị, cho nên chú mua tạm cái này. Dạ, không sao đâu chú, đẹp lắm mắt. Nhưng mà sao chú lại tặng cho con? Tại sao con giấu búp bê của làm chị? Chú đã nhìn thấy những sợi lông trên khăn choàng dính búp bê của làm chị, giống như sợi lông khăn choàng trong phòng của con. Hai sợi lông đều hoàn toàn giống nhau. Vậy là chú đã phát hiện ra tất cả, mình chính là người đã giấu búp bê của Lam Chi. Em khẳng định thủ phạm đã bước lên cái ghế và vô tình đạp trên cái bánh. Trên ghế trong phòng có một bánh vụn, chứng tỏ đã có người đạp lên. Mà dưới dép này cũng có một bánh vụn, chứng tỏ là hung thủ lúc leo lên ghế lấy con búp bê thì vô tình đạp phải bánh. Cho nên trên ghế dưới bánh bó bột. Con rất ghét Lam Chi. Tất cả mọi thứ đều là của bạn ấy, còn con không có gì hết. Đã vậy Lam Chi còn cấm con không được đụng vô bất cứ thứ gì. Con xin lỗi chú. Vậy là từ bây giờ hai chị em con phải cứu gói ra khỏi nhà chú, đúng không? Không đâu, con đừng có lo. Hai chị em của con vẫn sẽ được ở đây. Ai cũng có lúc gây ra lầm lỗi, nhưng mà tuyệt đối sau này không được tái phạm nữa, nhớ chưa? Dạ. Với lại sau này con cần gì cứ nói với chú, chứ không được làm như vậy nữa. Con đừng nghĩ là con không có gì hết. Thật ra cái mà con có làm gì không thể nào có được. Dạ. Là sao chú? Cái mà con có nhiều hơn Lam Chi rất là nhiều. Chuyện này coi như là bí mật của chú cháu mình, con không được nói cho ai biết, kể cả chị của con nữa, được không? Dạ. Vậy thì ngước tay đi. Mình và chú đã có một bí mật, một bí mật mà không ai biết được. Mà chú nói mình có nhiều thứ hơn cả Lam Chi là sao ta? Tới giờ mình vẫn chưa biết được ý nghĩa của câu nói đó. Nhưng dù sao cũng không quan trọng nữa. Quan trọng là bây giờ mình cảm thấy được nhẹ nhõm và rất vui.
đình là số một, oh oh oh, gia đình là số một, oh oh oh.